Kính chào quý vị đang theo dõi chương trình Hòa nhịp phát triển của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Hôm nay ngày 3 tháng 2, tức mùng 3 Tết Nhâm Dần năm 2022, thay mặt những người làm thời sự BRT, chúc quý vị năm mới luôn mạnh khỏe, vạn sự như ý. Trong chương trình thời sự trưa nay, chúng tôi truyền tải đến quý vị những thông tin đáng chú ý sau. Đón xuân biên giới ở xã biển Bình Châu, huyện Xuyên Mộc. Thành phố Bà Rịa phát triển du lịch sinh thái. Thanh niên huyện Châu Đức nỗ lực phát triển kinh tế. Thưa quý vị, trong khi người người nhà nhà đang tất bật sửa soạn đón Tết cổ truyền Nhâm Dần 2022, thì những chiến sĩ quân hàm xanh phải gác lại niềm vui đoàn tụ, từng ngày từng giờ chắc tay súng bảo vệ biên giới, đồng thời góp phần ngăn chặn dịch COVID-19 xâm nhập. Không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống, với các anh, việc hoàn thành nhiệm vụ được giao cũng là một cách vui xuân đón Tết. Ghi nhận tại đồn biên phòng Bình Châu, xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc. Đồn biên phòng Bình Châu, huyện Xuyên Mộc, những ngày giáp Tết Nhâm Dần 2022, tranh thủ thời gian sau ca trực, những người lính trẻ tập trung dọn dẹp doanh trại. Đây cũng là năm đầu tiên các anh được đón Tết ở doanh trại mới khang trang sạch sẽ. Với tinh thần vui xuân mới không quên nhiệm vụ, công tác trực sẵn sàng chiến đấu được chỉ huy đơn vị quán triệt đến từng cán bộ chiến sĩ, quyết tâm để người dân được hưởng một mùa xuân an vui trọn vẹn. Được sự giao phó từ cấp ủy chỉ huy là chúng tôi quyết tâm vừa thực hiện nhiệm vụ và vừa đón một cái Tết đầm ấm cùng đơn vị và hoàn thành tốt nhiệm vụ. Trong cao điểm xuân Nhâm Dần 2022, đồn biên phòng Bình Châu tăng cường tuần tra kiểm soát 24/24 giờ tại cửa sông, cửa lạch, bến cảng nhằm đảm bảo an ninh trật tự, an toàn biên giới biển trên địa bàn đơn vị quản lý. Kiên quyết không để lọt trường hợp xuất nhập cảnh trái phép, tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch COVID-19 từ đường biển. Trong cái thời gian cao điểm Tết thì địa bàn Bình Châu thì phức tạp, nên là dịch COVID có thể xâm nhập vào địa bàn bất cứ lúc nào. Qua đó thì trạm kiểm soát thì rất chi là tăng cường các biện pháp phòng chống dịch, tuyên truyền cho bà con khi mà phát hiện các cái phương tiện lạ vào địa bàn kịp thời báo cáo. Và anh em cũng sẵn sàng huy động lực lượng tham gia cùng với bà con trong cái thời điểm Tết và các đơn vị bạn có liên quan cùng nhau chống dịch. Để bộ đội đón Tết đầm ấm như ở nhà, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chỉ đạo các đồn biên phòng thực hiện tốt chế độ chính sách, tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí phù hợp nhằm động viên tinh thần cán bộ chiến sĩ. Mặc dù là cái nhiệm vụ trực sẵn sàng chiến đấu là cái nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt đối với cán bộ chiến sĩ ở đồn biên phòng để cho bà con nhân dân vùng biên giới có một cái Tết đầm ấm, vui tươi và an toàn. Nhưng mà cùng với cái nhiệm vụ trực sẵn sàng chiến đấu đấy thì cấp ủy chỉ huy và cán bộ chiến sĩ đơn vị cũng tích cực chuẩn bị cho anh em trong đơn vị đón một cái Tết đầy đủ nhất, đầm ấm nhất. Mùa xuân mới đã về trên khắp mọi miền của đất nước. Là lực lượng tuyến đầu bảo vệ biên giới cũng như phòng chống dịch của tỉnh, những người lính quân hàm xanh hàng ngày hàng giờ bám sát địa bàn để bảo vệ chủ quyền và ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh. Có các anh trên đường tuần tra, nhân dân sẽ được đón Tết vui tươi, an toàn, lành mạnh và mùa xuân biên giới càng thêm rực rỡ. Thưa quý vị, phát triển hạ tầng kinh tế xã hội, trong tiến trình xây dựng phát triển, thành phố Bà Rịa đã dành nhiều quan tâm để phát triển hạ tầng dịch vụ, trong đó có dịch vụ về thương mại. Những năm qua, hệ thống siêu thị, trung tâm thương mại, chợ tại Bà Rịa hình thành nhanh, mạnh, đưa Bà Rịa trở thành trung tâm giao dịch lớn, năng động, rộng mở, xứng tầm là trung tâm tỉnh lỵ Bà Rịa Vũng Tàu. Năm 2009, Co-op Bà Rịa đưa vào hoạt động đã trở thành điểm nhấn trong việc phát triển hệ thống thương mại theo hướng văn minh hiện đại của thành phố Bà Rịa. Kinh doanh hơn 20.000 mặt hàng nhu yếu phẩm, gồm thực phẩm tươi sống, thực phẩm công nghệ, hóa mỹ phẩm, thời trang và đồ gia dụng, cùng nhiều dịch vụ tiện ích. Co-op Bà Rịa đã trở thành điểm mua sắm quen thuộc của người dân địa phương và các khu vực lân cận. Ở đây rất là đầy đủ các loại rau củ, quả và giá cả chúng tôi chấp nhận được. Các mặt hàng cung ứng rất là đầy đủ, giá cả rất là hợp lý.
tạo điều kiện cho hàng hóa lưu thông. Ngoài hệ thống siêu thị và trung tâm thương mại hiện đại, mạng lưới chợ tại Bà Rịa cũng góp phần rất lớn đáp ứng nhu cầu mua sắm trao đổi hàng hóa trên địa bàn. Chợ Bà Rịa là chợ đầu mối không chỉ của Bà Rịa mà cả của Bà Rịa Vũng Tàu, với hơn 1.369 ô sạp, 1.000 tiểu thương. Tổng mức luân chuyển các loại mặt hàng lương thực thực phẩm khoảng 60 tấn một ngày. Từ đây hàng hóa tỏa đi khắp các chợ trong tỉnh, đáp ứng nhu cầu mua sắm của người dân địa phương, khách du lịch, mà còn tạo đà cho ngành thương mại dịch vụ của thành phố Bà Rịa phát triển. Thì ngay cả chính quyền địa phương và ban quản lý chợ, đó là cũng theo sát tiểu thương, rồi là tức là như là mà kiểm tra rồi theo dõi rồi đôn đốc, hoặc là làm những cái coi như là tạo điều kiện để cho tiểu thương làm ăn. Xã Long Phước có khoảng cách khá xa trung tâm thành phố Bà Rịa, vì vậy việc giao lưu trao đổi hàng hóa của người dân hầu hết chỉ tập trung ở chợ xã. Trước kia, chợ Long Phước có diện tích nhỏ hẹp, không đảm bảo giao thương. Khi địa phương triển khai xây dựng nông thôn mới năm 2017, ngôi chợ này được quy hoạch xây dựng trên 1 hecta với đủ hạng mục nhà lồng chợ, khu kinh doanh thực phẩm tươi sống, các kiosk riêng biệt từng loại hàng. Từ ngày có chợ thông thoáng sạch sẽ, tiểu thương có nơi buôn bán ổn định, lượng khách ra vào mua sắm cũng tăng lên. Chợ cũng đã hoạt động, chính thức hoạt động là cuối năm 2017 là cũng là được là khang trang. Đó, cũng nói chung ra là bà con tiểu thương và bà con mua sắm là cũng vào mua sắm cũng đạt yêu cầu. Vô đây thì coi như là trang trí bài biện rồi thì nó thoải mái, sạch sẽ nè, ngon lành. Cuối năm 2017, chợ Tân Hưng ở xã Tân Hưng được đầu tư xây mới và đưa vào sử dụng trên diện tích 6.000 m2. Chợ có khu vực tự sản tự tiêu, nghĩa là chuyên buôn bán sản vật địa phương với gần 40 ô sạp. Có nơi kinh doanh ổn định, khang trang, người dân địa phương không còn lấn chiếm lòng lề đường làm nơi buôn bán. Hồi có chợ mới đến giờ là coi như là chợ này an toàn với buôn bán thì cũng được, khách đến hàng mua cũng lịch sự. Rất là cảm ơn các ban ngành chính quyền địa phương thì đã xây dựng lên một cái ngôi chợ rất là khang trang sạch sẽ. Mục tiêu phát triển dịch vụ thương mại của thành phố Bà Rịa đến năm 2025 là đạt doanh thu trên 100.000 tỷ đồng, tăng tỷ trọng trong cơ cấu kinh tế từ 50,37% ở năm 2020 lên 59,63% ở năm 2025. Cũng trong giai đoạn này, Bà Rịa phấn đấu xây dựng và phát triển các khu trung tâm mua sắm, siêu thị hỗn hợp dịch vụ, vui chơi, giải trí lớn, tầm cỡ của cả tỉnh. Thưa quý vị, không có những sản phẩm du lịch được đầu tư bài bản, du lịch theo nghĩa khám phá trải nghiệm ở Bà Rịa lại có không ít điểm đến sản vật ấn tượng thú vị. Nếu dịp Tết Nguyên đán này quý vị ngại đi xa do dịch Covid-19 thì những địa điểm du lịch sinh thái tại thành phố Bà Rịa mà chúng tôi giới thiệu sau đây hy vọng sẽ giúp quý vị có những trải nghiệm thú vị với bạn bè, người thân. Hơn 1 hecta này trước đây là ruộng lúa, vườn cây ăn trái. 5 năm trở lại đây, chủ trang trại đã đầu tư phát triển thành khu sinh thái Olala tại phường Long Hương, thành phố Bà Rịa. Để tạo không khí trong lành cho du khách, chủ cơ sở trồng cả 100 cây trầm hương, loại cây tiết ra ion rất tốt cho sức khỏe. 12 ngôi nhà trên cây trầm hương với độ cao từ 2 đến 10 mét dành cho người thích ngắm cảnh vật từ trên cao. Dân dã thân thiện với môi trường, khu sinh thái còn có một ao cá để du khách câu, đồng thời thưởng thức các món ăn dân dã từ chính nguyên liệu thu hái trong vườn. Giang phát hiện ra cái miếng đất này nó rất là đẹp về vị trí, có nghĩa là nó nằm ngay trung tâm thành phố Bà Rịa. Thì 2006 Giang đã quyết định là đầu tư cải tạo khu này thành một khu sinh thái. Bây giờ tôi thấy là quá chuyển quá trời luôn ha. Còn đặc biệt là trong cái giống như là cái khu sinh thái như thế này thì tôi cũng chưa nghĩ đến lần nào. Ngày nay đi thì cảm thấy rất là thú vị. Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, việc tìm về các điểm du lịch đồng quê, trang trại là xu hướng tất yếu được nhiều du khách lựa chọn. Nông trại Eco Tân Hưng ở xã Tân Hưng, thành phố Bà Rịa đã xây dựng mô hình sản xuất nông nghiệp hữu cơ gắn với du lịch trải nghiệm và giáo dục cho học sinh. Với diện tích hơn 7 hecta, nông trại được thiết kế như một làng quê thu nhỏ mà hiện đại, vừa mang chất đồng quê của Việt Nam, vừa mang tính chất giáo dục thực nghiệm. Ở đây có đầy đủ các loại rau củ quả như bầu, bí, cam, bưởi và các loại rau hữu cơ được quy hoạch bài bản, sạch đẹp với nhiều khu khác nhau. Khu sinh thái này mình thấy rất là
vắng người nên là gia đình cũng thoải mái hơn ạ. Ở đây nó có vườn rau, có cá, có ao cho những đứa trẻ chơi. Trên khu vực bên này thì nó có rừng thiên nhiên này, cho mấy đứa trẻ con nó có nhiều không gian để nó chơi, để nó có những cái khoảnh khắc của tuổi thơ, nó được gọi là chơi đùa bắt cá rồi này nọ, nhặt trứng rồi mới hái rau củ quả. Mà có những điều mà ở bên những thành phố bên mình thì hiện tại là không có những cái môi trường để cho bọn nhỏ trẻ nó trải nghiệm thực tế như vậy. Tận dụng 4.600 hecta sản xuất nông nghiệp tại địa phương, nông dân Bà Rịa đã biến ruộng lúa ao sen thành những vườn rau màu, cây trái, hoa cảnh, trụ phú, kéo theo nhiều hoạt động trải nghiệm với nghề nông, không khí miệt vườn. Gần 10 khu du lịch sinh thái, du lịch vườn đã hình thành tại Bà Rịa và trong 5 năm gần đây đón hơn 7.500 lượt khách. Để thu hút thêm du khách, đồng thời đem đến cho du khách thêm những trải nghiệm ấn tượng, kỳ thú, các cơ sở miệt vườn địa phương Bà Rịa còn kết nối với nhau và với các làng nghề, khu di tích tại địa phương, các khách sạn trong và ngoài tỉnh để hình thành tour du lịch sinh thái, văn hóa, lịch sử. Thưa quý vị, tập trung nhiều khu công nghiệp, cụm công nghiệp, Phú Mỹ cũng tập trung rất đông nhà đầu tư, doanh nhân, người lao động. Nhu cầu giao dịch về ngân hàng, nhu cầu mua sắm vì vậy ngày càng cao. Đây cũng là mối quan tâm của các cấp, các ngành địa phương để đảm bảo nhu cầu giao dịch thực tế, cũng là yêu cầu của tiến trình xây dựng phát triển. Đến nay, hệ thống ngân hàng và kênh mua bán trên địa bàn phát triển khá quy mô, đa dạng. Tập trung nhiều khu công nghiệp, cụm công nghiệp với hàng chục ngàn lao động đến từ khắp tỉnh thành cả nước, thị xã Phú Mỹ cũng hình thành các khu dân cư do tốc độ đô thị hóa nhanh. Phát triển mạng lưới mua sắm như trung tâm thương mại, siêu thị, chợ vì thế trở thành yêu cầu cấp thiết. Đầu tư cho lĩnh vực này, Phú Mỹ một mặt ưu tiên nguồn ngân sách đầu tư, mặt khác cũng tạo điều kiện, cơ chế chính sách và tăng cường kêu gọi các nguồn lực xã hội xây dựng chợ, trung tâm thương mại, siêu thị. Hiện nay địa bàn Phú Mỹ là địa bàn thu hút rất là nhiều các cái người dân của các khu công nghiệp đến sống, do đó mà cái hoạt động thương mại dịch vụ là cái hoạt động hiện nay rất là sôi nổi. Về cái đầu tư cho cái hệ thống thương mại dịch vụ thì hiện nay á, thì địa bàn thị xã Phú Mỹ cũng đã chỉnh trang lại, nâng cấp đầu tư các cái chợ truyền thống. Thì trong năm thì hàng năm thì cũng đã đầu tư các cái hệ thống phòng cháy chữa cháy, các cái hệ thống cống rãnh, sửa chữa các cái chợ để mà nâng cấp và tăng quy mô hoạt động cho các chợ. Thị xã Phú Mỹ hiện có 12.805 cơ sở kinh doanh dịch vụ thương mại, trong đó có một trung tâm thương mại, một siêu thị, 20 cửa hàng tiện lợi. Đây là kênh mua sắm quy mô lớn, có nguồn hàng phong phú, đa dạng, chất lượng cao, không chỉ đáp ứng nhu cầu mua sắm tại địa phương mà còn góp phần đẩy nhanh quá trình hình thành đô thị mới Phú Mỹ. 5 năm trở lại đây, dịch vụ thương mại tăng trưởng bình quân 18,4% hàng năm. Tổng doanh thu trong 5 năm là 153.301 tỷ đồng. Thì nói chung là tin tưởng cũng bắt thanh bán đồ cũng được. Ở gần cũng dễ mua. Rồi như là mình khỏi phải đi ra ngoài kia nó xa một tí. Mà vô Bách Hóa Xanh thì nó cũng an toàn hơn ở ngoài. Dạ em chọn cấp mốc của hàng vì nó gần nhà em với hàng sản phẩm chất lượng á, có thể lựa chọn thoải mái nhiều mặt hàng để lựa chọn. Hệ thống chợ trên địa bàn Phú Mỹ cũng được đầu tư đúng mức, trong đó có sự đầu tư gắn với chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. 16 chợ đang hoạt động, trong đó 14 chợ được xây dựng bằng nguồn ngân sách, 2 chợ do các nguồn lực xã hội đầu tư, vừa là kênh mua sắm cho người dân, nhất là ở vùng nông thôn, vừa là kênh tiêu thụ nông sản được sản xuất ngay tại địa phương. Dịch vụ tài chính ngân hàng cũng phát triển mạnh. Hiện tại, thị xã Phú Mỹ có 2 chi nhánh ngân hàng thương mại, 20 phòng giao dịch và 2 chi nhánh ngân hàng nông nghiệp cấp huyện trực thuộc Ngân hàng Nông nghiệp tỉnh, đáp ứng mọi nhu cầu giao dịch thuận tiện. Những ngân hàng có mặt rất sớm tại Phú Mỹ là Agribank, BIDV, Vietcombank. Phát huy vai trò đồng mạch chủ của nền kinh tế, hệ thống các tổ chức tín dụng ngân hàng tại Phú Mỹ luôn chú trọng đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất, thiết bị, công nghệ, đồng thời không ngừng đa dạng các sản phẩm, loại hình dịch vụ dựa trên nền tảng công nghệ và nâng cao chất lượng các sản phẩm dịch vụ theo nhu cầu khách hàng. Đấy thì chúng tôi cũng đào tạo cho đội ngũ cán bộ có tính chuyên nghiệp, chuyên sâu nghiệp vụ. Thứ hai là cái chất lượng phục vụ khách hàng của cán bộ
thái độ phục vụ khách hàng của cán bộ thật tốt. Nên đó là yếu tố nhất, và yếu tố này chúng tôi cũng đã cơ bản chúng tôi đã đạt được, và chúng tôi mong muốn là ngày càng nâng cao hơn nữa. Yếu tố thứ hai về cơ sở vật chất thì hiện nay chúng tôi có trụ sở tại 2457 đường Độc Lập, thị xã Phú Mỹ, và ngoài ra thì còn có 5 phòng giao dịch được trải rộng đều khắp địa bàn. Đó. Đồng thời một số kênh phân phối ngân hàng hiện đại như ATM thì chúng tôi có 21 máy cũng được phủ sóng khắp ở địa bàn, hướng đến khách hàng. Dịch vụ thương mại, tài chính ngân hàng tạo nền tảng quan trọng để Phú Mỹ phát huy hiệu quả ưu thế, tiềm năng xây dựng phát triển thành trung tâm công nghiệp, cảng biển của Bà Rịa Vũng Tàu và cả phía Nam, cũng là đưa Phú Mỹ thành đô thị loại 2, thành phố Phú Mỹ vào năm 2025 như mục tiêu đặt ra của Đảng bộ thị xã nhiệm kỳ 2020-2025. Bằng ý chí, nghị lực và khát vọng vươn lên trong cuộc sống, trong những năm qua, nhiều bạn trẻ tại huyện Châu Đức đã mạnh dạn đầu tư khởi nghiệp sản xuất kinh doanh. Nhiều mô hình khởi nghiệp thành công đã truyền cảm hứng cho tuổi trẻ Châu Đức mạnh dạn vươn lên làm giàu chính đáng trên quê hương. Có kinh nghiệm trồng trọt và sở hữu diện tích vườn hơn 1 hecta trồng cây ăn trái, anh Nguyễn Duy Đức, ngụ ấp Liên Sơn, xã Xà Bang, huyện Châu Đức, luôn mong muốn tìm hiểu thêm nhiều hướng đi mới phù hợp để nâng cao thu nhập. Nhận thấy cây măng tây có đầu ra và giá thị trường ổn định, từ năm 2019, anh quyết định trồng thử nghiệm loại cây này trên diện tích 1.000 m². Thời gian đầu cây măng tây sinh trưởng phát triển tốt, nhưng về sau sâu bệnh hại xuất hiện nhiều, khiến hiệu quả sản xuất không cao. Để hỗ trợ cho anh Đức, tháng 10 năm 2021, xã đoàn tạo điều kiện cho anh vay 50 triệu đồng từ quỹ hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp để anh cải tạo lại vườn măng tây, đồng thời mua phân bón, chăm sóc cho vườn cây ăn trái của mình. 50 triệu ấy thì tôi đã sử dụng vào mục đích là cải tạo lại cái vườn măng tây. Tôi còn làm thêm để đầu tư vô là làm bưởi, làm sầu riêng để cho thu hoạch cái trong năm nay. Thì trước mắt bây giờ là đang trong quá trình làm bông, làm trái hoặc là đang cải tạo măng tây, thì mình có khả năng là theo phải thêm cỡ 6 tháng nữa là sẽ có kết quả. Chị Lý Thị Thanh Phương, bí thư đoàn xã Bầu Chinh, huyện Châu Đức, là một trong những thanh niên nông thôn được nhận hỗ trợ 5 triệu đồng từ mô hình vườn cây sinh kế của tỉnh đoàn. Từ nguồn vốn này, chị Phương đầu tư trồng 100 gốc bơ trên 6.000 m² đất vườn tạp. Bên cạnh đó, chị Phương còn được hỗ trợ tham dự các lớp tập huấn về kỹ thuật chăm sóc cây bơ để áp dụng trên vườn cây của mình. Hồi đó thì tôi trồng là tiêu, cà phê, sen canh, nhưng mà cái một thời gian nào đó thì nói chung giá cả nó xuống, rồi tiêu nó bị dịch bệnh nữa, thì nói chung là gia đình tôi đã phá. Rồi nói chung là sau này trồng bắp thì thu nhập bắp thì nó cũng không có được lợi nhuận cho lắm, thì mới chuyển sang qua là trồng bơ 034. Thì tôi cũng rất là kỳ vọng thì tôi sẽ cố gắng và chăm sóc, sẽ đạt theo định hướng của mình khi mình đã chọn trồng cái cây con giống này rồi. Thời gian qua, để khuyến khích thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp, huyện Đoàn Châu Đức đã triển khai nhiều hoạt động tư vấn giới thiệu nghề nghiệp, việc làm cho hơn 5.800 lượt học sinh, đoàn viên, hội viên thanh niên. Chỉ tính riêng trong năm 2021, đã có hơn 700 lượt đoàn viên thanh niên được vay vốn với tổng dư nợ gần 21 tỷ đồng. Trong thời gian sắp tới thì huyện Đoàn sẽ tiếp tục những cái mô hình như thế này, chúng tôi sẽ tiếp tục nhân rộng. Và qua các bạn này sẽ trở thành cái cầu nối, có thể tuyên truyền lại cho các bạn đoàn viên thanh niên khác thực hiện các việc giúp đỡ cho thanh niên. Bên cạnh đó thì thông qua các trang mạng xã hội thì chúng tôi cũng thường xuyên tuyên truyền những cái mô hình hay, mô hình mới của thanh niên của toàn quốc về các hoạt động lập nghiệp khởi nghiệp. Và trong thời gian sắp tới sẽ thành lập cái câu lạc bộ thanh niên khởi nghiệp để qua đó thì các bạn có thể trao đổi thông tin với nhau. Những ý tưởng khởi nghiệp của đoàn viên thanh niên huyện Châu Đức nhờ sự tiếp sức kịp thời từ các chương trình hỗ trợ của huyện đoàn đã trở thành những mô hình sản xuất hiệu quả, giúp đoàn viên thanh niên làm giàu ngay trên chính mảnh đất quê hương. Chương trình Hòa nhịp phát triển trưa nay đến đây khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Thay mặt chương trình, một lần nữa chúc quý vị đón năm mới thật nhiều sức khỏe và sự như ý. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình bản tin thời sự tiếp theo.